tái thả động vật hoang dã của các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Này là tụi em gọi là chuột lại ở Bình Thuận đó anh. Thay mặt cho bên cái đơn vị làm chức năng về bảo tồn thì thứ nhất là cảm ơn Lâm, Lộc và tất cả các anh em đã thứ nhất là bỏ kinh phí, thời gian để mà cứu hộ cho những chú rắn này. Cái hành động mà nó rất mang ý nghĩa về cái hệ sinh cái mặt sinh thái và truyền thông giáo dục môi trường. Thì tụi em đam mê rắn nên tụi em cũng tiếp xúc nhiều rồi. Từ cái việc tiếp xúc đó, tại vì đó là muốn giúp đỡ cái việc bảo vệ bọn này nhiều hơn. Đây, mấy bạn rắn con đang nhao. Bây giờ chỉ cần mở nắp ra là mấy bạn này sẽ chui ra ngoài. Trên cái đường vào đây á, mình gặp rất là nhiều phân của voi. Đây là cái khu vực mà voi thường xuyên sinh sống. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Hôm nay mình được tham gia một cái buổi tái thả động vật hoang dã của các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình như là các bạn này lại thả rắn tiếp. Các bạn cho mình tham gia với nha. Amazing, good job. Hôm nay các bạn thả gì á? Hôm nay tụi em đi thả rắn liên quan gì mà hỏi. Chưa? Tại vì ngay từ đầu xin tham gia rồi nên là bây giờ mọi người có trách nhiệm phải trả lời các câu hỏi của em. Hợp lý. À vậy thì để chủ nhân giới thiệu. Vậy thì cho anh biết sơ sơ về các hoạt động của các bạn đi. Dạ thì đây mà nhận gọi là nhận gọi là mấy con giải cứu di dời mấy con rắn ở trong thành phố Hồ Chí Minh và một số các cái người khác ai muốn gửi đi hỗ trợ thả thì tụi em sẽ nhận và đi thả anh. Ok hả? Dạ. Vậy là ví dụ là trong thành phố ở thành phố Hồ Chí Minh nếu mà có các cái sự cố liên quan đến rắn độc thì có thể liên hệ với các bạn để mà các bạn hỗ trợ để xử lý các cái vấn đề đó hả? Dạ đúng rồi. Good job em. Nhớ về để thông tin lên màn hình nha. Nhớ về để thông tin để mọi người có thể liên hệ với các bạn để hỗ trợ mọi người ha. Yeah. Ủa trong này anh thấy quá trời này, hình như là rắn mới nở ha. Dạ đúng rồi anh. Này là rắn hồ chúa hả? Dạ. Yeah. Các bạn giải cứu mấy bạn này ở đâu á? Này là tụi em gọi là chuột lại ở Bình Thuận á anh. Yeah. Giống là người dân người ta đi bắt ở trong rừng xong rồi các bạn chuột mấy quả trứng này về xong rồi ấp nở xong rồi đem vào rừng thả hả? Dạ đúng rồi. Anh Trung ơi, nếu mà thả rắn hồ chúa con như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đến sinh thái không anh? Cái số lượng rắn hồ chúa ở trong tự nhiên nên nó có bị ảnh hưởng nhiều không anh? Không, thường thường là cái thường thường ở trong một cái hệ sinh thái thì nó sẽ chứa nhiều loài động vật khác nhau. Dạ. Thì giống như bên riêng về loài rắn á, thì thứ nhất á, là cái sinh cảnh mà phù hợp với cái rắn hổ chúa này là các sinh cảnh nhưng ta thấy là các loại rừng hổn giao tre nứa rồi. Đúng rồi, thì ở khu bảo tồn á là hiện tại ở đây này và giáp ranh ở phía bên gần đây là của cát tiên thì nó chỉ ở cách nhau một cái đường ranh thôi. Dạ. Và xung quanh đây chủ yếu là cái rừng hổn giao này và diện tích của nó lên đến gần 1/3 diện tích của khu bảo tồn, tức là nó khoảng hơn gần 20.000 hecta. 20.000 hecta. Thường mọi người hay nói là ủa tại sao lại thả rắn vào trong rừng, vậy thì mọi người cái quan điểm của mọi người như thế là nó có đúng không anh? Thì bây giờ là muốn thả rắn về tự nhiên tất nhiên phải thả vào rừng rồi. Dạ. Bởi vì đó là môi trường sống chính của nó. Dạ. Mọi người đang hình dung là rừng có thể người dân sẽ được vào khai thác để chặt củi hay lấy măng hay là làm các cái công việc liên quan đến khai thác lâm sản như vậy, và mọi người nói là nếu mà ai đó mà đi vào trong rừng chặt củi hay lấy măng bị rắn cắn vậy thì cái trách nhiệm đó thuộc về ai vậy? Cái này thì bây giờ là nếu như chúng ta trên quan điểm đó chúng ta hoàn toàn sai lầm rồi. Yeah. Cái thứ nhất là bây giờ theo quy định của Việt Nam, tức là luật lâm nghiệp, thì tất cả người dân không được vào rừng đặc dụng nếu không có chức trách nhiệm vụ. Yeah. Cái thứ hai là trong rừng đặc dụng bây giờ không được phép khai thác các lâm sản ngoài gỗ, kể cả măng. Kể cả măng luôn này. Đúng rồi. Chỉ được phép khai thác các khu vực sản xuất. Yeah. Tức là rừng khu vực mà rừng quy hoạch rừng sản xuất. Yeah. Còn từ rừng phục hồi sinh thái, từ rừng đặc dụng trở đi thì chúng ta không được khai thác. Không được phép vào luôn. Không được phép vào, không được lấy bất cứ thứ gì trong nó ra. Yeah. Và những cái môi trường đó là môi trường để cho các loài động vật tự nhiên sinh sống. Dạ, yeah, khoanh nuôi, bảo vệ. Khoanh nuôi. Thì nếu như mà các mọi người vào rừng mà bị các trường hợp như bị thú hay là các loài rắn tấn công mà họ không thực hiện một chức trách nhiệm vụ gì ở trong rừng tự nhiên, tức là rừng đặc dụng, thì những cái đó họ phải tự chịu trách nhiệm. Dạ. Yeah. Thậm chí còn phải liên đới đến pháp luật, tức là người ta đã vi phạm cái luật bảo vệ rừng. Dạ. Yeah. Tại vì là trước khi mà vào rừng thì mình sẽ phải thông qua chủ rừng đúng không anh? Chủ đúng rừng rồi. Ở đây là cái đơn vị mà quản lý
cái khu rừng đó. Thì với một cái là giống như bây giờ là thường nó bảo thả rắn nó nhiều rừng nhiều quá nó có ảnh hưởng gì không? Yeah. Thì cái này nó sẽ không ảnh hưởng. Bởi thứ nhất trong một cái chuỗi hệ sinh thái thì nó có chuỗi và lưới thức ăn. Yeah. Khi loài này mà đây là loài thân gọi là gì top 1 của cái lưới thức ăn về của các loài rắn. Dạ, nằm trên nhưng mà tháp thức ăn luôn đúng không? Nó cũng là cái loài ăn nó. Dạ. Thành ra khi mình thả vào nếu như số lượng của nó quá vượt lớn thì nó sẽ tự tiệt tiêu nhau. Dạ. Để cân bằng hệ sinh thái. Và thứ hai nữa sẽ có cách để mà cân bằng lại cái chuyện và này. Và trong cái này bọn này cũng là thức ăn của nhiều loài khác. Dạ. Đặc biệt các loại chim đại bàng. Dạ. Thì mình cứ thả thôi. Còn lại cái vấn đề mà nói mà để ở Việt Nam bây giờ nói để quá tải về số lượng một loại động vật nào đó trên một cái phạm vi diện tích là rất khó xảy ra. Rất là khó đúng không anh? Kể đúng cả rồi. Rùa tai đỏ đến Việt Nam rất là lâu rồi nhưng mà à. Cũng chưa bao giờ bùng phát hay là gây xâm lấn cho một cái khu vực nào đó. Đúng. Vậy nên là mọi người về cái cách nghĩ của mọi người thì nó đúng nhưng mà khi mà đi sâu về một cái vấn đề nào đó thì nó sẽ nó có thể lý giải được á. Nó có lý do của nó cả đó. Anh ơi, cái khu vực mà mình thả ở đây thì mình có thường xuyên thấy rắn hổ chúa không anh? Đây là khu vực mà thường xuyên gặp cái rắn hổ chúa, bởi vì kể cả những cái mà ngày trước mà cái cặp rắn mà ở dưới núi Cấm An Giang á, yeah. Thì bọn mình cũng thả khu vực gần đây. Yeah. Bởi khu vực này là khu vực nó thuộc diện là bảo vệ nghiêm ngặt. Yeah. Vùng lõi anh nhỉ? Vùng lõi và bảo vệ nghiêm ngặt, tức là trong một cái khu bảo tồn sẽ có 3 vùng: bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái và vùng sản xuất. Dạ. Thì cái vùng này là vùng bảo vệ nghiêm ngặt. Vùng lõi từ cửa rừng mà mình đi vào đây nó khoảng tầm bao nhiêu cây số anh? Nếu như tính từ cửa rừng ở ngoài gần cơ quan đi vào thì vào tới đây là gần 60 cây số. 60 cây số. Nhưng mà mọi người vẫn lo là nếu mà có ai đấy đi vào rừng thì sẽ bị xe xảy ra tai nạn. Thì có mấy anh kiểm lâm bên kia sẽ là những người kiểm soát. Dạ. Ở trong này thường không có người dân vào đây đâu. Nếu có các anh sẽ ở trong trạm để đảm bảo cái việc mà người dân không thể nào mà tự ý để vào khai thác lâm sản hoặc là khai thác các cái sản vật từ rừng để mà buôn bán thương mại. Nên là mọi người yên tâm ha, mọi người đừng có thắc mắc về cái việc mà tại sao lại thả nhiều rắn độc vào trong rừng như vậy, nó có ảnh hưởng gì đến sinh thái hay không, nó có nguy hiểm cho người khác hay không ha. Vậy thì bây giờ cho anh em mình thả rắn đi anh nhỉ. Ok, trước tiên á, trước khi thả thì thay mặt cho bên cái đơn vị làm chức năng về bảo tồn thì thứ nhất là cảm ơn Lâm, Lộc và tất cả các anh em đã thứ nhất là bỏ kinh phí thời gian để mà cứu hộ cho những chú rắn này, và sau thời gian ấp nở thì đã tiếp nhận để bên mình tiếp nhận và tái thả nó về môi trường tự nhiên. Thì đây là một cái hành động mà nó rất mang ý nghĩa về cái hệ sinh cái mặt sinh thái và truyền thông giáo dục môi trường. Yeah. Thì thay mặt cho đơn vị quản lý thì chân thành cảm ơn các bạn. Yeah. Cảm ơn hai bạn đã cho mình tham gia buổi tái thả động vật hoang dã về với tự nhiên này. Ủa nhưng mà tại sao các bạn lại có cái tiền đề cho cái việc mà tái thả động vật hoang dã? Các bạn xem YouTube nhiều quá hả? Xem TikTok thôi. Xem TikTok hả? Xem giải người xanh, xem thứ giải người xanh thôi. Ồ vậy hả? Đó là tiền đề à? Dạ đúng rồi anh. Ồ, thì thật ra là cái nhóm các cái nhóm động vật có độc như thế này thì nó rất là nhạy cảm cho cái việc mà bảo vệ. Người ta thường sẽ đặt ra các cái câu hỏi ví dụ như là tại sao lại bảo vệ rắn mà không bảo vệ các loại động vật khác. Vậy thì các bạn, tại sao các bạn không chọn những cái loại động vật mà nó dễ thương hơn, ví dụ như là cu ly hay là tròn hay là tê tê, các cái loại động vật đó đó, vừa nổi tiếng này, không cần phải truyền thông này, mình có nhiều cách tiếp cận hơn. Tại sao các bạn lại chọn một cái nhóm động vật mà nó nguy hiểm và nó rất là nhạy cảm trong cái việc mà bảo vệ? Các bạn lộn ngược dòng như vậy thì nó có khó khăn gì không? Một phần là tại tụi em đam mê rắn anh. Thì tụi em đam mê rắn nên tụi em cũng tiếp xúc nhiều rồi. Từ cái việc tiếp xúc đó tụi em đến là muốn giúp đỡ cái việc bảo vệ bọn này nhiều hơn. Rắn hổ chúa thì bị buôn bán rất là nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Và cái số lượng rắn hổ chúa thì nó bị giảm sút trong tự nhiên rất là nhiều. Ở đây có rất là nhiều rắn con nè. Cho các bạn coi nè, tình trạng sức khỏe của mấy bạn rắn này tốt không anh? Dạ tốt anh. Tại vì bây giờ là mình đang đậy nắp lại này, nhưng mà tất cả ngửi thấy mùi tự nhiên là ngóc đầu lên hết là muốn ra này. Đây, mấy bạn rắn con đang nhao, bây giờ chỉ cần mở nắp ra là mấy bạn này sẽ chui ra ngoài, trở về với ngôi nhà tự nhiên của chúng. Và thế là những cái sự sống mới sẽ được bắt đầu từ đây. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã cho mình tham gia cái buổi tái thả này. Vậy thì bây giờ sẽ nhờ anh Trung, chuyên gia về bảo tồn, anh Trung sẽ tái thả mấy bạn này. Ủa, bạn này mình cũng thả luôn anh? Không, đi lên đây. Bạn này đi theo từ dưới trạm kiểm lâm lên nha các bạn.
Nhà đây nhàn giữ bạn đó lại với bay với. Wow, wow, rất đẹp, rất là đẹp. Mấy bạn này, wow, tình trạng sức khỏe rất là tốt. Mấy bạn này nở được bao nhiêu lâu rồi Lâm? Dạ, hơn một tuần, chắc là tầm 10 ngày anh. 10 ngày luôn rồi hả? Dạ. Vậy là lột lần đầu rồi? Dạ, mới lột lần đầu bữa. Wow, đẹp quá. Rắn hổ chúa con nó sẽ có cái màu đen sọc vàng đặc trưng như thế này nhỉ? Nhìn nó có bị lộn với con gì không anh? Ừ, thường nó sẽ bị lộn với con gì ở trong rừng anh Trung? Thường mấy con này thì họ sẽ lộn với mấy cái loại cặp nong, cặp ni ấy. Dạ. Đặc biệt là đối với loại cặp ni, cặp nong chứ. Nó cứ bằng vàng đen đen rồi, khoang đen khoang vàng ấy, thì rất dễ bị nhầm, nhưng mà nếu xét về thường phân biệt được thì dân chuyên môn thể phân biệt, còn người dân thì người ta thấy người ta để sợ. Dạ. Wow, quá đẹp luôn. Mấy bà này đang rất là háo hức để quay trở về với mẹ thiên nhiên. Không sao đâu anh ơi. Không cần em lượm con dưới. Không sao, để cho nó thực bò đi. Không sao, lát đứng lên đi. Trời, có bạn bò anh máy anh này kìa. Wow. Đẹp quá. Hôm nay mình thả cái số lượng này thôi hả Lâm? Dạ, mình còn 2 bầy nữa anh. Mình còn 2 bầy nữa hả? Dạ. Bầy này và 2 bầy nữa. Dạ. Vì số lượng quá lớn, hàng năm mình phải tách thành 2 điểm thả khác nhau. Dạ. Để đảm bảo là nó không, trong giai đoạn này thì nó không bị tận dụng, tận diệt với các loài khác. Dạ. Thứ hai, nó không tự tiêu lẫn nhau trong giai đoạn này. Mật độ của nó không quá dày đúng không? Rồi. Rồi bây giờ tất cả mọi người di chuyển nhớ để ý dưới chân nha. Để không đừng có dầm đạp lên mấy bàn cái con này. Đây là cái vị trí thả đầu tiên này, sau rồi bây giờ mình sẽ đi thêm một điểm khác. Nhóm sẽ đi đến một cái vị trí tái thả khác cách đây khoảng 5 km này chứ, khoảng 5 km đường rừng. Dạ. Yeah. Để đi đến một cái khu vực khác để thả cái bầy thứ hai và bầy thứ ba. Sẽ để từ từ để cho mấy bạn rắn con này đi ra khỏi cái hộp này. Và mấy bạn rất là đẹp, các bạn đang cảm nhận cái môi trường bên ngoài. Cẩn thận cái hút, cái đó chân Lâm ơi, dưới chân lộc ạ. Có con nào nó bò nó. Bây giờ mình sẽ đứng từ xa để mình quan sát các bạn. Các bạn đang chụp hình cùng với mấy bạn rắn, cùng với anh Trung. Tự nhiên giữ người ta lại không cho người ta đi chơi. Giận dễ sợ. Anh Trung ơi, cái hướng mà mình đi thả là đi lên trên này anh Trung? Khoảng 5 km thẳng lên cái phía rừng hỗn giao phía bên trên kia, cách đây khá là xa. Để chờ các bạn chụp một số hình tư liệu đã rồi nhóm mình sẽ đi tiếp. Mệt rồi, lúc nãy chạy thì không thấy mệt, nhưng mà bây giờ thì mệt rồi. Ồ, hai anh bây giờ có thấy mấy bạn hổ chúa to mà đào thả đợt trước ra ngoài phơi nắng không anh? Trà bên trà bên kia. Bên chỗ trạm Đa Kim. Dạ, Đa Kim. Đây là suối Ràng. Dạ. Suối Ràng là thả hai con rắn ở An Giang anh Trung nhỉ? Dạ. Hai con rắn ở An Giang bàn giao về dưới này thả thì trước mọi người có hỏi là thông tin hai bạn rắn đó, nhưng mà do bảo mật thông tin nên là sẽ không cung cấp cái vị trí tái thả hai cái bạn đó. Sau này, sau khi mà thả khoảng tầm 5-6 tháng rồi đó, thì mình mới làm nội dung liên quan đến hai bạn đó. Mình có ghi hình hai bạn đó để cho các bạn xem rồi đó. Đây là một cái khu vực mà cái tần suất gặp rắn hổ chúa ở đây rất là nhiều. Trước đây các anh đi tuần thì hay gặp rắn hổ chúa đi ra phơi nắng ở xung quanh đây. Đây là một cái khu vực mà nó có cái sinh cảnh nó khá là phù hợp với lại các cái loài rắn hổ chúa, rắn trưởng thành ở đây gặp cũng nhiều. Đó, các bạn thấy rồi đó, khi mà đi vào trong các khu vực mà rắn hổ chúa thích sống thì sẽ là rừng hỗn giao.
cho các bạn coi này. Đó, đây là cái sinh cảnh của rắn hổ chúa này, sẽ có rừng, có tre nứa, có các cái cây gỗ lớn. Để tiết lộ cho các bạn biết là trên cái đường vào đây á, mình gặp rất là nhiều phân của voi. Đây là cái khu vực mà voi thường xuyên sinh sống, nhưng mà hiện tại thì voi đang đi ra cái khu vực khác để sinh sống rồi. Đây là đang là mùa măng nên là voi sẽ ít ra ngoài lắm, tại vì thức ăn ở trong rừng sẽ rất là nhiều. Còn mùa khô thì voi mới đi ra ngoài để mà cái con cún này nó cứ theo mình hoài à. Mùa khô thì mới voi mới đi ra ngoài để mà phá xoài hay là phá mía hoặc là phá cây hoa màu của người dân, chứ còn bình thường thì voi sẽ ở trong rừng. Thế nhá, bây giờ mình sẽ đi sang cái khu vực tái thả thứ hai đây. Sau đó mình ghi hình tiếp cái quá trình các bạn trẻ thả các bạn rắn về với môi trường tự nhiên. Trời ơi.